Thưa quý vị, phát triển Đảng trong công nhân lao động được Đảng bộ tỉnh Bình Dương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ chủ trương này, những năm qua, công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đã kết quả tích cực. Vai trò tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngày càng phát huy, góp phần tạo sự ổn định về mặt tổ chức, định hướng các chủ doanh nghiệp và người lao động chấp hành tốt các chủ trương chính sách, thúc đẩy sự phát triển bền vững. Giai đoạn 2020-2023, chi bộ công đoàn các khu công nghiệp Bến Cát bồi dưỡng phát triển được 17 đảng viên mới là cán bộ công đoàn người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn. Nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 37 người. Hầu hết đảng viên phát huy tốt vai trò đầu tàu, gương mẫu trong các hoạt động phong trào thi đua lao động sản xuất. Tất cả các đảng viên do chúng tôi tạo nguồn, chúng tôi kết nạp vào đảng thì chúng tôi đều phân công giữ các chức vụ như chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở. Thì tất cả các đồng chí ấy đều phát huy được tinh thần trách nhiệm, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên cũng như nhiệm vụ của người cán bộ công đoàn cơ sở. Với cái trách nhiệm của mình thì tôi luôn cố gắng là hướng dẫn cho các anh chị đoàn viên người lao động về các cái chế độ chính sách pháp luật cũng như các cái chủ trương đường lối của Đảng, để tuyên truyền cho các đồng chí về cái chính sách của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước và hướng cho mọi người trở thành một cái người tốt trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Toàn tỉnh Bình Dương hiện có 67 tổ chức đảng được thành lập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước với gần 3.000 đảng viên. Các chi đảng bộ luôn phát huy tốt vai trò của mình, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, đảng viên trong các doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo một cách sâu sát, nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục ý thức trách nhiệm của người lao động, nhất là đoàn kết thi đua lao động sản xuất. Các chủ trương nhiệm vụ đề ra của cấp ủy luôn phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế, nhờ đó đã giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra. Bình Dương đang đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng, củng cố và phát huy tốt vai trò cấp ủy ở các doanh nghiệp, trong đó chú trọng đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong công nhân lao động. Hàng năm chúng tôi đều chỉ đạo các công đoàn cơ sở cũng như các đảng viên đang làm việc trong doanh nghiệp theo dõi, giới thiệu những người lao động mà thật sự ưu tú, thật sự xuất sắc ở tại cơ sở để chúng tôi tạo nguồn, cử đi học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng. Sau đó thì chúng tôi sẽ thực hiện quy trình kết nạp đảng theo quy định. Sẽ phát huy cái vai trò của đoàn viên ưu tú công đoàn để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp, tạo cái môi trường để các đoàn viên công đoàn này phấn đấu và để xứng đáng để đứng vào cái hàng ngũ của đảng. Cái lực lượng mà đảng viên càng đông, càng nhiều thì cái thực hiện về cái nghị quyết trong vấn đề sản xuất cho hội đồng quản trị cũng như ban giám đốc thì thực hiện cái hoạt rất là tốt và tạo được một cái nét văn hóa công ty rất là tốt. Tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội được đứng vào tổ chức đảng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng trong lực lượng công nhân tại các doanh nghiệp, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.